học phải quên nhỉ. Trời mát này mà không có gì chơi. À Trung Kiều ơi, bây giờ tớ với bạn chơi oán tu xì, đứa nào thua thì sẽ bị đứa thắng búng tay. Ok không? Oán tu xì à? Ok luôn. Ai thua là bị búng tay. Chơi luôn. Nào, với anh kia. Chơi không? Oán tu xì. Ôi, thua rồi. Đấy. Nào. Ơi xì. Lại đây, lại đây. Ui đau, đau. Ui đau quá. À đau chưa? Ui anh coi nhìn kìa. Mèo mọt xanh đang đi đâu kìa? Hình như nó đi học về hay sao ấy. Bực mình quá. Tự nhiên hôm nay lại bị Huyền một sách phô cô giáo là không học bài. Đâm ra lại bị cô giáo mắng, điên hết cả người lên đây này. Đúng rồi đấy nhá. Hôm nay nhá, trong giờ thể dục nhá, nó dám mách cô giáo là tớ không đi giày. Xong rồi tớ phải chống đẩy 1000 lần. Đau hết cả tay rồi này. Bây giờ mình nghĩ cách trả thù lại nó mới được. Trả thù à? Được rồi. Xem nào. À hừm. Đây này, tớ đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Hứ, có cái dây chuồn. Dây chuồn thì làm được cái gì? Cậu định chói nó vào gốc cây à? No no no. Đúng là cái đồ học sinh dốt, đầu không biết lấy số gì cả. Bây giờ mang cái dây này ra, mình sẽ trăng ra đây để cho Huyền nó đi qua, nó sẽ bị ngã và như thế là mình sẽ trả thù được nó thôi. Đấy à, bạn Trung cũng định phết đấy. Thôi đi, đi ra, đi. Cùng nó về chứ. Nhanh. Kìa kìa, Huyền nó sách kia rồi, nhanh lên, nhanh lên. Đấy à. Bây giờ anh còn cầm một đầu dây này. Tí nữa Huyền một sách chạy qua đây, từ đếm từ 1 đến 3 là mình sẽ kéo dây cho Huyền một sách nó ngã lăn ra đây luôn. Ok ok ok. Phương Anh, đợi nhá. Ok ok. Hãy xem ta đây. 1, 2, 3. Kéo. Đáng đời Huyền một sách chưa? Phương Anh, nó ngã rồi đây. Oh, no. À, cái gì? đáng đời chưa? Đáng đời Huyền một sách nhé. Sợ chưa? Ai? Ờ, bạn Anh, bạn Trung, sao hai bạn lại đi chẳng dây giữa đường để cứ tớ ngã đấy? Sao hai bạn sống sao đấy? Cho đáng đời cái chuyện hay lo bao đồng đi nhá. Dám phô với thầy cô giáo là bọn này không học bài à? Cho đáng đời. Đúng rồi à, mình chỉ muốn các bạn tốt lên thôi mà. Tốt à. À, bình tĩnh. Hai bạn đang làm gì mình đây? Làm gì à? Này cô cô giáo ơi, đã biết sợ chưa? Từ giờ đừng có bao giờ lo chuyện bao đồng nữa biết chưa? Vâng. Hai bạn này, hai bạn đúng là xấu ta mà đau hết người mình rồi. Đấm suốt cả tay. Cho chừa cái thói dám đi phô cô giáo là không học bài. Ừ đúng rồi, lâu lắm mà mới đấm sướng thật đấy. Sao lại có con khủng long nó chặn ngay giữa đường thế kia? Ừ, to thế. Thế thì phải làm thế nào bây giờ? Ui, cái gì đấy? Dao ở đâu đây? Dao á? Ấy à? Trung đần nè. Thế đây là cái gì? Đây là chiếc dao thần đây. Dao này, có khi tuổi thọ của nó là hơn 1000 năm rồi đấy. Ôi trời ơi. Hay là Phương Anh đổ cái đao ra đánh con khủng long cái sao? Để tớ thử nhá. Ừ, đi ra đấy đi. Đi. Đi cẩn thận nhá. Ui da. Không biết là có làm ăn được gì không đây. Wow, có khủng long kìa. Hãy xem đao thần của ta đây. Ôi giời ơi. Phương Anh bị con khủng long ăn.
làm gì mất rồi. Giờ làm nào bây giờ nhỉ? Hay à. Ủa? Sao này ở đây lại có cái súng này? Ui. Súng của ai ở đây mà đẹp thế? Ui. Được rồi. Con khủng long kia hãy đợi ta. Ta sẽ cầm khẩu súng này ra tiêu diệt ngươi. Ui à. Khủng long kia. Mày dám ăn thịt bạn thương anh của tao à? Được rồi, hãy xem súng của tao đây. Rồi. Hả? Ô. Đau quá. Ô bạn Trung. Ui, Uyên à. Ui. Bạn là định chặn đường để bạn đánh tớ đúng không? Ây à, không phải đâu. Tớ vừa bị con khủng long nó húc cho nên bay ra đây đấy, chứ không phải là tớ chặn đường để đánh bạn đâu. Ha. Khủng long á? Làm gì có khủng long? Mới lại các bạn chỉ bắt nạt được tớ thôi. Nếu mà gặp khủng long á, đúng các bạn chỉ là con mắt muỗi. Mắt muỗi gì mà mắt muỗi? Chẳng qua cái khẩu súng này của tớ bị hết đạn cho nên tớ mới bị nó đánh bay ra tận đây thôi. Chứ còn nếu mà còn đạn á, tớ chẳng bắn nó bay rồi. Nhưng mà nói cho bạn biết nhá, bạn Phương Anh bị nó vừa ăn thịt rồi đấy, cứ ở đấy mà coi thường. Hả? À, Phương Anh bị ăn thịt rồi á? Người thì như mắt muỗi, suốt ngày đuổi đi đánh nhau với cả làm trùm trường. Làm gì mà chả bị khủng long ăn thịt chua? Mày còn thích trêu khủng long à? Thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Bây giờ mau nghĩ cách để cứu Phương Anh ra đi. Không tí nữa nó chặn ở đường, còn lâu đã về được nhà nhá. À, mà tớ nghe nói bạn là bạn thân của Godzilla phải không? Hay là gọi Godzilla đến để tiêu diệt con khủng long ấy đi. À, đúng, tớ là bạn thân của Godzilla đấy. Nhưng mà tớ còn phải xem thái độ của bạn Trung như thế nào hả An? Thôi được rồi, tớ sai. Tớ biết bạn là người rộng lượng mà, chuyên đi giúp đỡ người xấu. Hả? Gì á? À, cái mồm. Không phải người xấu mà là chuyên đi giúp người tốt. Cho nên là bạn Huyền hãy mau gọi Godzilla đến để tiêu diệt con khủng long ấy đi. Thế còn tạm được. Nể tình bạn bè bao nhiêu năm nên tớ mới giúp bạn đấy nhá. Được rồi, để tớ gọi Godzilla tới. Ừ thôi được rồi, bạn mau gọi đi. Không là Phương Anh không cứu được đâu. Được rồi, để tớ gọi. Godzilla, mau tới đây. Ơ, Godzilla. Godzilla tới rồi kìa. Đúng rồi, ôi, tới cứu, đây cứu. Thôi được rồi, bạn cứ yên tâm ở đây. Để tớ và Godzilla ra đấy tiêu diệt con khủng long kia. Ok luôn. À đây chào tớ. Đi thôi. Đi cẩn thận nhanh rồi về nhá. Dạ. Con khủng long kia, hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi. Godzilla đâu lên. Phương Anh đây rồi. May cho bạn là tớ cứu kịp thời đấy nhá. Bạn cứu à? À nhầm. May là tớ bảo bạn Huyền Bọt Sách cứu kịp thời đấy nhá. Tớ cảm ơn bạn nhá. Không có gì đâu. Thôi từ giờ trở đi, bạn đừng bao giờ chê những người khác. Và đừng chê mấy cái con khủng long xấu xa này nữa nhá. Vâng, tớ nhớ rồi. Thôi tớ đi về đây, bye bye bạn Huyền nhá. Thôi hai bạn cố gắng đi về nhà học tập cho tốt nhá. Cảm ơn bạn nhá, thôi bọn tớ đi về. Bye bye. Đấy các bạn ạ, học cùng với nhau, làm bạn tốt với nhau, không nên coi thường nhau nhá các bạn nhá. Thôi bây giờ muộn rồi, tớ đi về đây.